Đó, người đẹp vô vườn heo hoa. Sao mà nó vàng đẹp quá vậy, không biết nữa. Xèo. 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 Rồi xong, đi, đi. Bỏ lên đây luôn. Đủ rồi. Ờ, cái da mặt nó mịn như đá bi vậy đó. Em để vô trong tủ đông á, để tủ đông nè. Chấm Kiều Hoa, chị Kiều, bé Thầy, bé Diễm đi lên củ quyền chăm họ. Lưng bọn cá thì giải ngứa, ngứa đâu ghẻ đó. Bóp bằng tay nó không nổi mà ấy bằng cái đó nó nổi. Tại vì bóp bằng tay phải giờ bằng tay khác chứ bằng tay này đó không điện nó nói nấu phải rồi. Chứ nếu bằng tay khác thì chị nằm đâu chết rượu rủ rượt đó hết sao chịu nổi. Bàn tay đó nó cứng quá. Dạ đúng không? Bàn tay này nè. Trời ơi, nói một cái nghe cái điệu đàn dễ sợ không chứ không thôi hả con lực chết luôn á. Chị nhìn em coi. Chị la chưa? Bỏ một dòm em nè. Dòm hả? Ừ. Mắt nuôi. Chị gọi gì ở dưới vậy chị? Sừng xa. Sừng xa. Sừng xa. Một éo. Cặp cẩm. Chị ơi, chị uống gì không chị? Chị. Hả? Chị uống gì không? Uống rồi, mới sơ bỏ lon rồi uống nữa. Lát hồi nhảy nó tháo nước. Chị việc uống đi coi chỗ xả nè. Lát con, nước con. Trời, nó quá. Sòi thiếu em đó. Sòi này, sòi lo. Biết rồi, biết rồi, biết rồi. Mẹ ăn sống thôi, giống như thầy tự sống thôi. Cái đó nhiều ký, hỏi kỹ nhiều ký. Cho biết. Hỏi, không hỏi cho biết giá. Chắc cả năm rồi. Hôm qua kéo sức mất hết hộp à, về phải đi làm lại tốn mấy chục ngàn nữa. Hộp sòng tắm ha. Phải trăm ngàn. Hộp sòng tắm. Bà không làm hết lần rồi, bà không cũng dướng hai bên này bị sửa hoài. Nó dướng mình cứ không nương tay mình cứ giật lát nó xúc. Mấy cái đồ treo xe kìa chị có thích nào không em mua không, tặng không, mấy chị treo xe chị. Ổn đưa hình rồi đó hả? Tao chỉ quanh dập hình nha cho em coi quay vô đây cho dập nha, thấy trời ơi dạ. Dạ. Dập không thấy thì phần nha. Đẹp, chụp được đương đẹp. Ô đẹp quá ha. Thì chính coi đẹp cái mặt đổ con. Đẹp quá trời kìa. Không biết nữa. 60. Út còn muốn nữa thì ấy chính muốn nữa kêu ông là ông chụp cũng thấy chạy theo. Trời ơi, quá trời đúng không cái kìa. Rõ. Ồ, này sắc nét rồi nè. Trời ơi, trời cái thằng đó. Trời ơi. Cái gì bánh ra?
nữa cho thằng cháu em nó làm cái clip. Làm một cái clip cho mình. Trời ơi, kiều nổi dữ gì đấy hả? Có thấy chưa? Buồn buồn nó lấy ra coi chưa? Này nhìn nó bị tuổi nữa. Này là giờ đi hồi xuân hết. Đây là mình coi chanh nhân quả nha. Tổng hợp nhân quả. Thêm cái này chấm những điều tội phước. Làm phước đừng làm tội. Lấy Phật hả bé? Nhiều kiểu quá ha. Nhiều kiểu quá, tại con máy phụ đưa lại đây. Nằm dạ luôn rồi kìa. Lỡ nằm nghiêng nha. Rồi. Lăn lóc. Bà quay tốc độ đi nha, là bà quay. Qua à, lăn lóc dữ vậy qua. Nằm đi, nằm đi. Quá cũng chịu. Rồi, tiếp, đổi kiểu. Bắt chợn. Hello, mát mẻ quá. Vô chơi nè. Vô chơi chơi hai đứa mới vui. Nhiều đứa quá không vui không? Anh ơi, vô chơi như thế anh. Dạ. Để tôi lựa nghe, lựa em nặng đi nha. Em áo bông nó đi 1 tiếng, em áo đen đi 2 tiếng. Cả anh. Nhiều cũng được trơn á. Nhiều cũng được ha. Nhiều là biết nhưng mà thỏa mãn được rồi. Răng ra, nếu mà cái răng của con ở dưới này nó đưa ra thì con chịu tối bỏ thằng con lấy cái tay con ấn vậy nè cho cái răng nó đi vô. Còn cái răng này nếu nó bị hô á con lấy cái tay này con đẩy quay thì cái răng nó đi vô. Còn con để thì cái hàm răng á ở dưới á, nó mọc ở ngoài mà hàm răng trên nó nằm ở trong á con sẽ bị bóm. Con hiểu không? Còn nếu con muốn nhanh nữa thì con lấy cái búa con đập vô. Răng này của con nó đưa ra tối nào con cũng lấy tay con ấn ở trên cái răng á, tay tay con dơ con không có ấn trong cái răng cũng được thì con phải ấn ở ngoài, còn nếu mà tay con rửa sạch nó con ấn bằng cái răng, lấy cái tay con ấn cái răng đẩy vô cái răng mình nó sẽ vô, nó không có nằm nhà sĩ ta chỉ cho, nó không phải là cái răng này hàm trên của con mà nó nằm ở trong này là không có được, con phải làm sao chỗ này đi vô cái này đi ra để răng con nó tốt cho lấy cho ăn mấy bán thức ăn hả? Một bông 300 mấy mà mình là 600 mấy. Ồ, dữ ta, một là một trời. 700 mấy lần. Quá wow, yeah. Con phải đi học không? Trở lại rồi. Không mấy rồi. Năm nay lên lớp 5. Ông nội bà nội tất cả. Bữa nay em có học à? Mang lễ. Gì hả? Lễ gì lễ quà vậy? Nhà mới mới học. Bữa nay lớp 5 mà đi học. Trường con cho hiền hiền. Rồi tiền vừa học hành, nhầm ơi, nhầm ơi học qua qua ngang sao nghỉ. Chiều nay chúng sáu nha. Cảm ơn. Nó mua rồi đó nữa chúng cho cô xài. Cô không có giữ tiền. Nó sớm thôi. Em có 3 vé à. Nó răng này, nó răng này. Nó sai của bạn chứ không. Mà nó răng ra. Con vé 3 vé 6 tỷ rồi đi chơi đủ rồi. Có 10 mấy răng rồi đổ rồi. Rồi thôi con nít quỷ rồi chứ không phải con nít xé thơ nữa.
nghề 2 năm thành nghề đó. Cái gì? Làm gì? 2 năm nghề bán số. Dạ hả? Ừ. Nay nửa lớn đẹp gái đó mình. Nhảy lên cho do mót coi. 2 3. Tân trường. Cái này là con quay đó nha.